19 giờ tối ngày 31 tháng 12, những tuyến đường dẫn về trái tim của thủ đô Hà Nội, Hồ Gươm đã bắt đầu chật kín người và phương tiện. Nếu như trong dịp Tết Dương lịch năm 2022, người dân còn phải hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh, khiến các con phố trung tâm khá vắng vẻ, thì năm nay, cảnh nhộn nhịp, đông đúc vào đêm giao thừa đã trở lại trên hầu hết các tuyến phố. Tôi đã tranh thủ thời gian đi từ Vĩnh Phúc xa xôi xuống Đô Thành để tham gia vào đường phố đi bộ để tận hưởng không khí vui xuân. Em mất một tiếng để có thể đi từ nhà từ đây. Khá là tắc đường, rất là đông. Đi đến khu gần đây rất là đông. Năm nay, Tết Dương lịch và Tết âm lịch khá sát nhau, nên nhiều người chọn ở lại thành phố và chỉ về quê vào Tết Nguyên đán. Vì vậy, lượng người đổ ra các tuyến phố để vui chơi, giải trí được dự đoán sẽ đông hơn những năm trước. Dù Tết Dương lịch năm nay, thành phố Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng không vì vậy mà không khí vui tươi, náo nhiệt bị giảm bớt. Là điểm quen thuộc của người dân thủ đô vào các dịp lễ, phố đi bộ Hoàn Kiếm đã được trang hoàng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để người dân tham quan, vui chơi mừng năm mới. Buổi tối này thời tiết rất là tuyệt vời, không quá lạnh, trời khô ráo và mọi người đã có mặt ở đây từ rất sớm và ai cũng tỏ vẻ rất là vui mừng, phấn khởi. Ở đây rất là đông vui, mọi người thì đều khá là bận rộn, đem cảm giác nó vui hơn và nó tấp nập hơn so với ngày thường. Trong những thời khắc cuối cùng của năm 2022, mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới 2023. Tổ chúc cho tất cả người con Việt Nam dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài có một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn và có thể gặt hái được nhiều thành công hơn. Có đón một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ.